Trưởng cô xin chào tất cả các em học sinh khối 2 thân mến. Rất vui được gặp lại các em trong tiết học ngày hôm nay. Những tiết học trước, các em đã học về bảng chia 3 và biết 1 phần 3 của một vật. Bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp chủ đề bảng chia 4, 1 phần 4, luyện tập. Nội dung bài học hôm nay các con cần nhớ. 1. Lập và nhớ được bảng chia 4. 2. Nhận biết 1 phần 4. 3. Vận dụng bảng chia 4 thực hiện các phép tính chia. Bây giờ cô mời các em chúng ta cùng bước vào hoạt động 1 nhé. Hoạt động 1. Lập bảng chia 4. Các con đã biết lập bảng chia 2 và bảng chia 3 dựa vào mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia. Vậy hôm nay chúng ta lập bảng chia 4 như thế nào? Cô mời các con chúng ta cùng chú ý lên màn hình. Để lập được bảng chia 4 thì chúng ta sẽ dựa vào bảng nhân 4. Sau đây cô mời các con cùng chú ý lắng nghe cô hướng dẫn nhé. Cô có phép nhân 4 x 1 bằng 4. Thì cô sẽ có phép chia tương ứng là 4 chia 4 bằng 1. Tương tự 4 x 2 bằng 8. Thì cô có phép chia tương ứng là 8 chia 4 bằng 2. Bởi vì cô lấy tích là 8, cô chia cho thừa số thứ nhất là 4 thì cô sẽ được kết quả chính là thừa số 2. Số thứ hai là 2, như các con nhìn thấy. Và tương tự như vậy, 4 x 3 bằng 12, thì cô sẽ có phép chia tương ứng là gì đây? À, chính xác, chính là ta sẽ lấy 12 chia 4 bằng 3. Cô đã hướng dẫn các con làm 3 phép tính đầu tiên trong bảng chia 4 rồi. Vừa tương tự như vậy với các phép tính chia còn lại, cô sẽ dành cho các con thời gian là 1 phút, các con hãy hoàn thành giúp cô nhé. Rồi bây giờ chúng ta cùng ghi kết quả của phép chia còn lại nào. 16 chia 4 bằng 4, 20 chia 4 bằng 5, 24 chia 4 bằng 6, 28 chia 4 bằng 7, 32 chia 4 bằng 8, 36 chia 4 bằng 9, 40 chia 4 bằng 10. Cô và các con chúng ta vừa cùng nhau lập xong bảng chia 4. Bây giờ cô mời các con chúng ta cùng quan sát lại bảng chia 4 một lần nữa và hãy nhận xét cho cô ở các số ở cột số bị chia, các con quan sát đó là những số như thế nào. Chúng ta thấy các cột số ở cột số bị chia là các số chẵn cách nhau 4 đơn vị từ 4 đến 40 đúng không nào? Các số ở cột số chia chúng ta thấy là những số thế nào? Chúng ta thấy các số ở cột số chia đều là số 4. Bây giờ chúng ta hãy quan sát các số ở cột thương nào. Các số ở cột thương là các số liên tiếp từ 1 đến 10 đúng không nào? Bây giờ cô mời các con chúng ta cùng với cô đọc lại bảng chia 4 một lần nữa nhé. Mời các con 4 chia 4 bằng 1, 8 chia 4 bằng 2, 12 chia 4 bằng 3, 16 chia 4 bằng 4, 20 chia 4 bằng 5, 24 chia 4 bằng 6, 28 chia 4 bằng 7, 32 chia 4 bằng 8, 36 chia 4 bằng 9, 40 chia 4 bằng 10. Cô và các con chúng ta vừa đọc xong bảng chia 4. Bây giờ cô mời các con chúng ta cùng nhau học thuộc lòng bảng chia 4 nhé. Cô sẽ che phần kết quả của bảng chia 4. Chúng ta cùng đọc thuộc lòng và ghi đọc kết quả ra nào. Mời các con. 4 chia 4 bằng 1. 8 chia 4 bằng 2. 12 chia 4 bằng 3. 16 chia 4 bằng 4. 20 chia 4 bằng 5. 24 chia 4 bằng 6. 28 chia 4 bằng 7. 32 chia 4 bằng 8. 36 chia 4 bằng 9, 40 chia 4 bằng 10. Như vậy, chúng ta vừa đọc và học thuộc lòng bảng chia 4. Vậy để chia một đồ vật bằng 4 phần bằng nhau, lấy đi một phần thì phần đó được biểu thị bằng con số nào? Cô mời các con chúng ta cùng sang hoạt động 2. Hoạt động 2, 1 phần 4. Các con nhìn thấy trên màn hình cô có một hình vuông. Cô muốn lấy 1 phần 4 của hình vuông thì cô làm như thế nào nào? Đúng rồi, cô sẽ chia hình vuông này thành 4 phần bằng nhau.
Sau đây cô sẽ lấy thước, cô chia hình vuông thành 4 phần bằng nhau, các con quan sát nhé. Như vậy cô vừa chia hình vuông thành 4 phần bằng nhau đúng không nào? Và tiếp theo cô tô màu một phần thì cô được 1 phần tư của hình vuông. 1 phần tư được viết bằng con số như sau. Đây là con số 1 phần tư. Và các phần còn lại của hình vuông đều được biểu thị bằng con số 1 phần tư. Các con quan sát. Như vậy, các con đều nhìn thấy mỗi một phần của hình vuông này đều là biểu thị 1 phần tư. Vậy 1 phần tư được viết như thế nào? Mời các con tiếp tục lắng nghe cô hướng dẫn. Muốn viết được 1 phần tư, số 1 phần tư, thì ta đầu tiên ta viết con số 1 trước. Tiếp theo chúng ta viết dấu gạch ngang dưới con số 1. Và cuối cùng chúng ta viết số 4 thẳng hàng với số 1 dưới dấu gạch ngang thì ta được số 1 phần tư. Và 1 phần tư được đọc là 1 phần tư. Mời các con đọc lại theo cô. 1 phần tư. Ngoài cách tìm 1 phần tư của một hình như chúng ta vừa làm, các con hãy vận dụng bảng chia 4 mà chúng ta vừa học ở trên để tìm 1 phần tư của một số đồ vật nào đó bằng cách ta lấy tổng số đồ vật chia cho 4 thì ta được 1 phần tư số đồ vật. Các con đã nắm được chưa nào? Vậy để khắc sâu hơn, chúng ta cùng nhau vận dụng bảng chia 4 vào cách tìm 1 phần tư của một hình để chúng ta làm các bài tập sau. Cô mời các con cùng chuyển sang phần luyện tập. Bây giờ cô mời các con chúng ta cùng nhau bài 1 tính nhẩm. Trong bài này, yêu cầu các con hãy tính nhẩm ra kết quả của các phép tính này thật nhanh bằng cách chúng ta sẽ vận dụng vào bảng chia 4 để chúng ta điền kết quả vào. Các con đã nắm rõ chưa nào? Bây giờ chúng ta cùng nhau bước sang bài tập số 2. Bài 2, đây là bài toán giải. Vì vậy chúng ta cần phải đọc kỹ đề bài. Cô mời các con hãy lắng nghe cô đọc và đọc thầm theo cô nhé. Có 32 học sinh xếp thành 4 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy học sinh? Các con hãy đọc thầm lại một lần nữa và cho cô biết bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì. Cô mời các con. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các con chúng ta cùng tìm hiểu bài toán và tóm tắt bài toán như sau. Bài toán cho biết có 32 học sinh xếp thành 4 hàng đều nhau. Có nghĩa là 4 hàng. 32 học sinh. Bài toán hỏi mỗi hàng như có mấy học sinh, có nghĩa là một hàng có bao nhiêu học sinh. Các con hãy vận dụng vào phần chúng ta vừa tìm hiểu bài toán và phần tóm tắt, chúng ta hãy giải bài thật nhanh nhé các con. Như vậy các con đã nắm được cách giải của bài toán này rồi đúng không nào? Bây giờ cô mời các con chúng ta cùng bước vào bài tập số 3. Bài 3, khoanh vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm 1 phần tư hình đó. Ở trong bài này chúng ta thấy có 4 hình A, hình B, hình C và hình D. Để biết hình nào đã tô đậm 1 phần tư số hình thì cô sẽ hướng dẫn các con làm như sau. Mời các con cùng chú ý. Đầu tiên ta sẽ đếm trong hình có bao nhiêu phần. Ta sẽ lấy tổng số phần trong hình này, ta chia cho 4 thì ta sẽ tìm được một phần, chính là phần đã tô đậm. Các con đã rõ chưa nào? Qua bài học ngày hôm nay, các con đã biết cách lập bảng chia 4 và biết cách tìm 1 phần tư của một vật. Về nhà, các con hãy học thuộc bảng chia 4 và tập tìm 1 phần tư của một vật các con nhé. Trong bài học ngày hôm nay có những điều gì thắc mắc hoặc chưa hiểu, các con hãy mạnh dạn gọi cho cô qua số điện thoại hoặc là nhắn tin trực tiếp qua Zalo để giải đáp thắc mắc mà mình chưa hiểu nha các con. Và các con hãy làm bài thật tốt và sớm gửi bài về cho cô. Tiết học đến đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt các con. Hẹn gặp lại các con trong những tiết học lần sau.